Truy cập ngay shop thẻ uy tín .com. Shop chuyên mua bán thẻ điện thoại, thẻ Garena uy tín 100%. Ở đây anh em chưa có tài khoản ngân hàng có thể đổi thẻ điện thoại sang thẻ Garena đơn giản, hoặc đổi qua lại các loại thẻ với nhau rất là nhanh. Đặc biệt trên shop, anh em có thể đổi các loại thẻ thành tiền mặt uy tín, rút tiền về ATM, mua hoàn toàn tự động và miễn phí. Hỗ trợ 24/7. Truy cập ngay shop thẻ uy tín .com. Link mình để dưới phần mô tả và bình luận nha. Cửa hàng casa.com chào đón mùa hè với siêu nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá. Nạp thẻ từ 20k nhận lên đến 999 quân huy. Danh mục vòng quay cho trò chơi hấp dẫn nhận nhiều quà khủng cùng các phần thưởng vô cùng giá trị. Nên đây thì vô vàn, vừa rẻ lại còn vừa xịn. Thứ nào chịu đổi đây? Truy cập ngay vào cửa hàng casa.com để mua của mình nhá. CNV.win, website chơi trắng thẻ liên banh uy tín số 1, giao dịch tự động 24/7, thanh toán siêu tốc chỉ trong 3 giây. Website đầu tiên chơi được liên banh. Chỉ cần ngay CNV.win, trắng thẻ liên banh thanh toán siêu tốc. Ấn đăng ký rồi ấn vào cái chuông chọn tất cả dùm tôi nha. Ai phía xa xăm có tiếng thở dài, khắc sâu mỗi tình không phôi phai, tiếc cho duyên phận mình ngang trời. Và điều chúng ta nên ngạc nhiên ở đây là đứng trước tình thế như vậy, nhân vật chính của chúng ta không hề có biểu hiện sợ hãi, mà hắn lại phát ngôn lạc quan một cách lạ thường. Và có lẽ đối với hắn ta, trận chiến thật sự bây giờ mới bắt đầu. Khác với hình ảnh ăn hành ở đầu trận, bây giờ hắn lả lướt như được giải phong ấn và mang về cho mình 2 điểm hạ gục. Đồng đội của hắn cũng đã dần biết phối hợp và phòng thủ thành công trước đợt tấn công đầu tiên của team bạn. Bằng khả năng phán đoán vị trí, một lần nữa đã đưa hắn gặp lại kẻ có tốc độ không hề thua kém mình. Tình hình đã khả quan hơn, khi mà bây giờ kỹ năng đã có thể sống sót trước sức mạnh tuyệt đối. Tận dụng được một chút lợi thế, team hắn đã giành được tà thần. Ở tình huống này, Liên Điết đã thật sự khéo léo dẫn dụ được Ngộ Không, và đồng đội lập tức có mặt để đưa Ngộ Không về tế đàn. Sau khi đã hạ gục được mối đe dọa nguy hiểm nhất, team hắn đã tự tin trong từng bước chân và bắt đầu phản công trở lại. Có lẽ mất đi kẻ mang niềm kiêu hãnh, team bạn cũng đã mất đi tinh thần cũng như một phần sức mạnh nào đó. Ngay sau đó, team bạn đã lấy lại tinh thần, thành công hạ được Rishi và đưa nhân vật chính của chúng ta vào tình thế nguy hiểm. Nhưng có lẽ team của nhân vật chính của chúng ta đã học được sự đoàn kết từ team bạn, thành công đánh chặn và cứu hắn một mạng. Mối đe dọa không chỉ nằm ở lượng sát thương từ team bạn, mà còn nằm ở 3 con lính siêu cấp. Khác với sự phối hợp cực kỳ ăn ý ở đầu trận, team bạn bây giờ là những con mồi đi lẻ tẻ và dần nằm xuống trước sự phối hợp của team hắn ta. Từ bé không có gia đình, chỉ sống cùng mẹ cùng với cha mình. Không ai dạy dỗ nên để sống xô, bao nhiêu anh trai thôi lên để cho giặc sống vỗ. Vẻ đẹp mặn mà lại được trời ban, thông minh khí phách sống cùng lời than. Giang hồ vốn dĩ cần cái đầu lạnh, không sai không đúng mà chỉ cần kẻ cầm quyền mạnh. Thật tình không là tình thương, sang cho thất thế trong tình trường. Thì chúng ta mong ngỡ tình dân, mong ngỡ tay đối trả tình bi thương. Người tình máy muốn tình mỗi bàn, khăn là số giả thần lỗi. Ngày xưa vì lỡ để mình say mê, như anh trái dòng hữu tố. Không vì đâu, chỉ khóc vì sóc, chỉ khóc vì không còn ai. Hy sinh đánh đổi tất cả để rồi những từ những tình mình sai. Hello, xin chào tất cả mọi người, mình là Lộc Nhiệt. Thì mấy hôm nay là có cái drama của anh Lai với cô bé tẻ đó, chắc mọi người cũng biết ha. Thì cái vụ đấy mấy nay nó nổi rần.
thì cũng là do cái tính sân si của má tẻ thôi. Và lần này cái drama này thì tất cả những người mà trước kia có drama với má tẻ đều sẽ lên tiếng nha. Như Hera nè, Icyford nè, xong rồi có cả tôi nữa nha. Đó, có cả tôi nữa cho nên tôi sẽ lên tiếng trong cái đợt này nha mọi người. Từ đầu cái drama này tới giờ thì tôi đã lên 3 clip, nhưng mà tôi chỉ xoay quanh chủ yếu là cái biểu đồ nó không tác động nhiều tới trận đấu, mà do bản thân mình, do cái cách mình vận dụng cái biểu đồ đó và do trình độ của mình. Mọi người có thể xem cái clip này để tôi chứng minh cho mọi người là tôi múa ranh chiến tướng 70 sao. Tôi xài biểu đồ của online, tôi biến tấu lại một xíu và tôi vẫn múa tốt nha mọi người. Brown.